chính phải là nó một sản nó rớt thưa lá như đây có thì máy này không không gần không máy ai lấy gần này tìm đâu cũng được đâu cửa cũng được mà nó hơi mò cái đó của anh đây mà cũng chính một cái lại đi. Ngày 2 tháng rồi à, ngày thường vẫn đi bình thường mà hôm nay ngủ đến 2 giờ thì dậy không dậy được và nó cuốn từ rồi khu đây à, sáng là dậy đi luôn sưng luôn cả đầu thích vậy vâng đầu gối sưng mà làm việc của chi mất 10 ngày thì họ có nói mình đó bị đi làm về viêm khớp gối à, bị viêm khớp gối bị cái hai cái này nó không giống nhau vâng ừ. Thì nó từ liền một bên đúng rồi biết vậy nhưng mà cái chỗ không gói là bị viêm là khác không có nó không dính dáng được rồi với cái đó ôi nhưng mà trong trong một hôm này mà à, đêm em đột xuất á ban ngày là vẫn đi bình thường à dạ vâng ạ à. Đêm là ngủ bắt đầu đến 2 giờ dậy đi tiểu là không dậy mà tự dưng buốt nửa người lên buốt nửa người đó đấy buốt bên này luôn khu vực này và bắt đầu gối bị sưng à, đúng rồi dạ. Ok rồi đi qua một vòng rồi vòng lại đi rồi chạy đi đi không nổi thì sao chạy phải không? Đi vậy rồi ẩn qua bên phía phải đây đây vậy hả rồi ok rồi đứng im đó dòng ta này qua rồi dòng kia lên qua lên kia đó rồi nên cái thỏ này vô đây chứ thôi thốt được rồi rồi lấy ra đi ra rồi đổi lại ngược lại rồi bên kia được luôn rồi ngon lành rồi ngon lành chị thì bị cái lưng thôi rồi được rồi tí xích qua đây tí xíu qua đây cử động qua đây cứng nhắc xong chưa đợi đây tí thì thầy làm cho bạn này rồi nằm lên nằm đây đầu bên này đầu bên đây đầu nằm nằm nữa bạn này từ bấm từ từ bấm mới nằm được không sao đâu ngồi đâu đừng ngồi lên đầu gối thôi ngồi ở dưới trên là đừng lên đừng đầu gối ba đang sinh lên này ôi trời mềm đầu ra mềm ra đau đâu giãn giãn ở chỗ dưới này à, đó rồi quay qua đây quay qua ôi đau quá hả rồi mềm người ra đừng gồng mềm người ra mềm ra chết luôn ơi quay qua đây đi qua đây khổ quá bệnh gì vậy để cái nó rốt này hả chứ qua nhau Yeah.
Rồi nghe sao rồi? Chỉ đau hiện nay là không phải không không cái làm sớm đi làm sớm chưa chị này chỉ nào chỉ hiện nay chỉ bị đau á là do cái axit nó tăng lên, thành ra là chỉ bị đau là lưa lưng mà vừa đầu gối luôn, phải xương cứng luôn, cứng luôn rồi nằm ngược lại thấy từ đây cái ghế. Thật ra là chỉ bị đang bị viêm luôn đó. Nên nó bị luôn cái đầu gối luôn. Do đó cái trường hợp này là không có thể nào mà hết được liền. Bắt buộc là phải nhịn ăn, hút không khí rồi tròn đá. Và phải rất là tích cực. Mọi người nhớ là khi mà mình điều trị là mình chỉ làm giảm bớt cái cơn đau với mình điều chỉnh lên thôi. Nhưng mà nếu mà để mà khỏi thì bắt buộc phải thực hiện những cái điều mà đã học ở đây. Vâng em cũng đó, bắt buộc tìm hết được chứ còn không bao giờ hết được. Đừng có tưởng là làm cái này hết đâu, không có đâu. Cái axit đang tăng nè, cho nên là nó bị sưng hết. Rồi ra giờ muốn mà khỏi mà triệt để là bắt buộc cái mà quan trọng nhất là vẫn là nhịn ăn. Chạy lúc rút xem sao. Thử chạy lúc rút xem sao. Mấy tháng nay rồi không chạy được, bây giờ chạy đi. Ôi giời, đã 2 tháng nào. Đã 2 tháng chạy. Rồi. Cử động dễ chịu hơn chưa chị? Chắc là ok rồi. Rồi ok. Cái lưng là ok rồi. Vậy chỉ có cái là nhìn ăn để cho chống lưng. Rồi, rồi. Nhìn ăn cái này uống nước luôn. À đúng rồi. Nhìn ăn uống nước. Đúng rồi. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.